Hi, xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì Bằng đang ở Fresno. Và phía sau lưng Bằng đây là một cái vườn hoa almond, hay còn gọi là hoa hạnh nhân. Rất là đẹp luôn các bạn. Mất 4 tiếng đồng hồ để lái xe từ Lido Sài Gòn để có thể đến được cái Fresno và vào bên trong của cái vườn hoa almond này. Và thật sự mà nói thì không hề phí một chút xíu nào, tuy là mất 4 tiếng lái xe từ sáng sớm tới bây giờ. Bằng khởi hành khỏi Lido Sài Gòn vào lúc 6 giờ sáng và bây giờ hiện tại là gần 10 giờ sáng rồi thì Bằng mới tới được cái vườn hoa almond này. Đây là cái vườn hoa almond, hay còn gọi là hoa hạnh nhân các bạn. Quá trời đẹp luôn. Và ở đây nó có hoa màu trắng và hoa màu hồng. Bây giờ thì Bằng đang ngừng ở một cái vườn hoa màu trắng để quay cho mọi người cùng xem. Cây hạnh nhân là loài cây có xuất xứ từ vùng Trung Đông và được mang đến California vào đầu thế kỷ 16 bởi các nhà truyền giáo người Tây Ban Nha. Những nhà truyền giáo người Tây Ban Nha đã mang cây hạnh nhân theo trên cái chuyến hành trình của họ đi tìm những vùng đất mới. Và sau khi họ tìm ra châu Mỹ thì họ đã cho trồng cây hạnh nhân này ở nhiều nơi, ở tất cả những nơi mà họ đặt chân đến, giống như là một loại thực phẩm để cung cấp dinh dưỡng hàng ngày. Vòng đời của một cây hạnh nhân có thể kéo dài đến 30 năm và cây hạnh nhân sẽ bắt đầu cho thu hoạch từ năm thứ 3. Cũng giống như bao loại cây khác thuộc họ nhà mận thì cây hạnh nhân cũng sẽ bị rụng lá vào mùa đông. Thời gian rụng lá sẽ diễn ra từ tháng 11 cho đến tháng 1 năm sau. Khoảng thời gian này người ta gọi là giai đoạn cây hạnh nhân ngủ đông. Sau khi thời gian ngủ đông kết thúc thì cây hạnh nhân sẽ bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Vào khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 3 thì cây hạnh nhân sẽ bắt đầu ra hoa. Và đây chính là thời điểm mà bạn sẽ cảm thấy rằng vẻ đẹp của loài hoa này làm cho bạn thực sự rất là kinh ngạc. Vô cùng đẹp và vô cùng ấn tượng với loài hoa này. Sau khi kết thúc khoảng thời gian ra hoa kéo dài khoảng 1 tháng thì cây hạnh nhân chuẩn bị bước vào một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Bởi vì giai đoạn này sẽ quyết định cho một mùa thu hoạch có bội thu hay không. Giai đoạn này cây hạnh nhân cần được thụ phấn và để muốn nâng cao cái sản lượng thu hoạch đó, những người chủ nông trại sẽ mang đến đây rất là nhiều đàn ong ong. Bởi vì cây hạnh nhân là một trong những loài cây có giá trị về mặt kinh tế lớn nhất tại California nên là những cái chú ong ong đến đây để thụ phấn cho cây hạnh nhân cũng vô cùng đặc biệt. Bởi vì những chú ong ong này là những chú ong ong trưởng thành và chưa từng thụ phấn cho bất kỳ một loài cây nào khác ngoại trừ cây hạnh nhân. Sau khi cây hạnh nhân được thụ phấn thì hoa sẽ bắt đầu rụng để bắt đầu chuyển qua cái quá trình kế tiếp, đó chính là kết trái. Thì trong cái quá trình kết trái đó là vào mùa hè của California, nên là lúc này cây hạnh nhân cần rất là nhiều nước. Và một trong những việc quan trọng cũng không kém để duy trì và phát triển cũng như là kết trái để nâng cao cái sản lượng thu hoạch được, đó chính là nguồn nước ngọt. Bởi vì California thường hay thiếu hụt nước ngọt cho ngành nông nghiệp vào mùa hè, nên là các bạn sẽ không khó khi mà đi trên đường Freeway 5, các bạn sẽ nhìn thấy vào mùa hè ở trước những trang trại lớn như thế này hoặc trước những cái nông trại lớn như thế này sẽ có một cái tấm banner rất là lớn ghi là No Water, No Job, có nghĩa là không có nước thì không có việc làm. Để tiết kiệm nguồn nước ngọt cũng như là giảm bớt sự hao hụt không đáng có mà những chủ nông trại sẽ trang bị cho những vườn cây hạnh nhân của mình một hệ thống tưới nước ngầm. Và phía bên dưới Bằng đây là một cái hệ thống tưới nước ngầm đây mọi người. Đây là một dạng ống nước, nó sẽ dẫn nước từ bồn chứa đến từng hàng cây hạnh nhân và nó chỉ tưới ngay gốc cây hạnh nhân mà thôi. Bắt đầu từ mùa thu thì cây hạnh nhân sẽ vào mùa thu hoạch và tùy vào mục đích chế biến sản phẩm của hạt hạnh nhân mà chủ nông trại sẽ quyết định thời gian thu hoạch nào là thích hợp nhất. Thì trong giai đoạn này trái của cây hạnh nhân sẽ bắt đầu nứt vỏ và lộ ra phần hạt phía bên trong. Những người nông dân sẽ sử dụng những chiếc máy chuyên dụng để rung lắc cây hạnh nhân để làm cho những hạt này rơi xuống đất để cho dễ dàng thu hoạch hơn. Ngày nay cây nho và cây hạnh nhân là hai loài cây có giá trị về mặt kinh tế nhất ở California và cũng nhờ hai loại cây này đã giúp cho California luôn dẫn đầu trên toàn nước Mỹ về tổng sản lượng thu nhập trong ngành nông nghiệp. Giá trị về mặt dinh dưỡng của loài cây hạnh nhân đã được các nhà khoa học chứng minh là có lợi cho những người bị bệnh tim mạch hoặc là giúp ngăn ngừa những chứng bệnh liên quan đến tim mạch, cũng như là tăng sức khỏe và tăng sức đề kháng cho những người phụ nữ mang thai. Ngày nay thì có rất là nhiều cách để có thể chế biến được hạt cây hạnh nhân, nhưng mà có hai cách phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy và các sản phẩm đó chúng ta dễ dàng có thể mua được, đó là hạt hạnh nhân sấy khô và sữa làm từ hạt của trái hạnh nhân. We'll be right back.
Quá đẹp mọi người ơi. Quá trời đẹp. Trời ơi sao chịu nổi. Trời ơi cái vườn cây này. Trời ơi lộng lẫy. Sâu thăm thẳm luôn. Hay cái vườn này xa lắm luôn, nó rộng, cực kỳ rộng. Dài tuốt kia. À, ở đây thì sâu thăm thẳm luôn. Trời ơi nó sâu kìa. Đứng đây không nhìn thấy cây cuối cùng. Đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi. Không thể tưởng tượng được. Yeah. Wow. Với những cái cảnh đẹp thiên nhiên thế này đó, khi mà chúng ta đến tham quan á, chúng ta phải giữ một cái quan điểm là đến không để lại gì và đi không mang gì theo cả. Để cho những cái cảnh đẹp thiên nhiên này nó luôn luôn thuần khiết, luôn luôn đẹp như thế này. Quá trời đẹp. Oh, không có từ nào để diễn tả được luôn. Hoa kính từ dưới gốc cây cho tới đọt, đẹp quá. Đây mọi người ơi, trời ơi trời. Wow. Mấy cô này đang chụp hình quá trời đây. Quá đẹp. Trời ơi coi. Có thể tưởng tượng được đâu trời. Bông nó dính liền vậy nè, khích luôn. Ồ có gió. Cánh hoa rụng. Cánh hoa rơi trong gió. Đẹp quá đẹp. Bây giờ đợi bé Ân với mẹ Ân vô nữa là chụp một tấm hình gia đình thôi. Ôi ôi sâu thăm thẳm luôn. Đây cũng sâu thăm thẳm luôn. Wow. Quá đẹp. Wow, bé Ân thay đồ đẹp rồi hả ta? Bé Ân thay đồ đẹp rồi hả? Wow. Ồ, cái nấm. Đừng đụng vô nha con. Nấm độc Ân ơi. Không đụng vô nha. Không có đụng vô nha. High five. Sao dạ? Yeah. Chạy đi. Run away. Trời ơi, bộ mới nữa hả? Thẳng lên trước luôn, đi thẳng lên trước luôn con. Chạy đi. Wow, hoa đẹp quá. Hoa đẹp quá. Hello. Ray ơi. Ray, quay lại. À đi. Hoa đẹp không? Ray, hoa đẹp không con? Ray, qua đây nè, bà kêu nè. Hoa đẹp không? Ôi sao con ngồi xuống vậy? Hoa đẹp không? Hoa đẹp hả? Sao? Bên đó còn nhiều hả?
Ừ, bên đó còn nhiều. Ừ, bên đó còn nhiều ha. Ừ. Người người mẫu nhí. Đội bánh mì, đội bánh mì. Thấy phát là đội bánh mì. Người mẫu nhí. Quá nhí luôn. Trời ơi, người mẫu nhí. Đúng người không? Người mẫu nhí chuyên nghiệp với ta. Ờ, review nữa hả? À. Con cảm ơn chú Tài chưa? Con cảm ơn chưa? Quay lại bên kia. Cho xíu cho vô giờ, cho vô giờ. Trời ơi, lại review nữa chứ, người mẫu nhí này thiệt tình. Chú Tài chụp xong quay lại review hình nữa. Mấy cô chú đi theo chụp người mẫu nhí. Ở đây có một chiếc mô tô chế nằm ở giữa đường ở trong cái khu vườn hoa hạnh nhân đó mọi người. Phía sau bằng nè. Đó. Làm bằng hai cái bánh xe bò. Yeah. Rất là lớn luôn á. Ở giữa một cái vùng nông thôn hoang vắng như thế này mà lại có một cái Walmart Center rất là lớn luôn mọi người. Quá trời đông người. Hôm nay là cuối tuần mà nghĩ là mọi người ở trong những cái nông trại xung quanh đây đó, họ ra đây để họ đi chợ cũng như là mua đồ, thực phẩm mang về. Bây giờ rất là đông người luôn. Đông lắm. Đây là cái chợ của Walmart. Quá lớn luôn. Ok, bây giờ thì bạn sẽ đi vô trong để mua đồ ăn. Đây là một cái buổi dã ngoại bất ngờ trong chuyến đi. Sau khi mua đồ ăn ở trong Walmart thì ra ngoài một cái park ở gần với cái vườn hoa Ormond để ăn trưa. Đây, mọi người đang bắt đầu thưởng thức buổi trưa. Đây, ở đây có một nhạc sĩ nữa. Một nhạc sĩ đa tài đang đập vỡ cây đàn. Wow, cái nhà bên đây có một cái cây hoa mộc lan đẹp quá mọi người. Đây, hoa mộc lan. Tên tiếng Anh nó là Magnolia. Tiếng Việt là hoa mộc lan. Quá đẹp luôn. Quá trời búp luôn. Đẹp quá. Đây, quay cho mọi người coi nè. Đó, đã ha. Yeah. Đây có mấy cây cam nữa. Trái thồng qua luôn nè. Yeah. Ở đây là cái park của một cái trường high school ở Fresno. Rất là gần với cái vườn hoa hạnh nhân. Ra tới cái đường lớn quẹo trái là nguyên một cái vườn hoa hạnh nhân luôn rồi. Bây giờ thì mọi người sẽ ăn trưa ở đây chút xíu rồi nghỉ ngơi rồi sẽ tiếp tục đi tìm một cái vườn hoa hạnh nhân màu hồng. Mọi người ơi, sau khi mà đi hơn một tiếng đồng hồ để đi tìm một cái vườn hoa màu hồng thì cuối cùng cũng đã tìm ra được rồi. Đây là một cái vườn hoa màu hồng. Bạn cứ nghĩ đây là một cái vườn hoa hạnh nhân màu hồng không à. Nhưng mà không phải, khi mà đến gần mới biết thì đây là cái hoa đào. Đây là cây đào đó mọi người, trái đào đó. Và nó có hoa màu hồng. Bởi vì
cứ nghĩ là mùa này là mùa hoa hạnh nhân, nhưng mà thực sự không phải, nó là mùa hoa chung luôn của hoa lê, hoa đào và hoa hạnh nhân nữa. Và cái cây hoa màu hồng này á, nó là cây hoa đào. Đây, nếu mà nhìn từ xa đó thì mình nhìn thấy cái vườn hoa màu hồng này đó, cái vườn hoa đào màu hồng này nó không có đẹp bằng cái hoa hạnh nhân màu trắng, là bởi vì cái thân của cây hoa đào này nó rất là to. Lý do mà cái thân nó lớn vậy đó là bởi vì các bạn biết là cái trái đào á nó nặng, nên là nó cần phải có cái thân vững chắc để nó chịu được cái trái đào. Còn trong khi trái hạnh nhân nó rất là nhẹ, nên là những cây hạnh nhân á, cái nhánh cây nó nhỏ lắm đó, nên là mình nhìn từ xa thì mình chỉ thấy có cái thân cây thôi, không thấy hoa. Nhưng mà khi đến gần á mới thấy là cái hoa đào này nó rất là đẹp. Và đặc biệt thì đứng ở trong đây mình nghe được cái mùi thơm, một cái mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, rất là thơm luôn. Nó thơm hơn nhiều so với cái hoa hạnh nhân lúc nãy. Cái hoa hạnh nhân lúc nãy nó thơm cái mùi giống như mùi đường á, nhưng mà ở đây nó nghe một cái mùi hương thơm của mùi hoa, hoa đào, rất là thơm. Và đến gần rồi mới thấy là cái hoa này cực kỳ đẹp. Nó có màu hồng phấn, hồng hơi nhạt nhạt. Cái cánh từ xa ở ngoài á, thì nó có màu trắng, nhưng mà càng vào trong thì nó càng đậm. Và nhìn đẹp lắm mọi người ơi. Đứng từ xa thì tuy không đẹp nhưng mà lại gần thì rất đẹp. Khu vực Resno này á, là chủ yếu là cây hạnh nhân là nhiều, nhưng cũng có một số vườn hoa đào màu hồng như thế này à, rất là đẹp à. Đứng ở đây cảm thấy là rất là thanh bình luôn mọi người, rất là yên tĩnh à. Tuyệt vời. Cái gì hết, còn bên kia thấy từ bạc, cái đất bên kia bị bạc màu nha. À. Đất kia bị bạc màu nhưng đất bên đây. Đây có cỏ. Ờ à, vẫn có. Bên kia không có cỏ. Cơ. Nó xài phân hữu cơ, phân bò. Ồ, đây là hai cái vườn đào nó khác nhau hoàn toàn luôn mọi người. Bên đây là cái vườn organic. Là nó không sử dụng bất cứ cái loại thuốc luôn. Ở đây nó có ghi nè. Vui lòng không có xịt bất cứ loại thuốc nào luôn. Là hoa đào ở đây nó nhỏ. À, ít bông hơn. Mà bông nó cũng nhỏ nữa ha anh. Mỗi cái nhỏ mà trái rất ngon. Ồ. Còn trong khi cái vườn bên kia là cái vườn không phải organic, là coi như là hoa không. À, quá trời hoa luôn. Wow, nó khác một trời một vực cái ta. Yeah. Cái đất là cái cỏ nè. Có cái bầu. Ở bên đây thì ở dưới này là nó còn có cỏ xanh luôn nè. Đất không có bị bạc màu, đất kia bị bạc màu. Còn bên kia là coi như là không có cọng cỏ đâu luôn. Đằng kia không có cọng cỏ luôn. Cỏ là không có luôn. Hai cái vườn khác nhau rồi, mọi người. Bên đây là vườn không phải organic nha. Còn vườn bên đây là vườn organic nè. Nó khác nhau xa nè. Và cái thân nó cũng khác nữa anh ơi. Cái thân này nó hơi màu nâu, cái thân kia nó bạc bạc ha. Ồ. Wow, bây giờ mới phát hiện ra là đối diện luôn. Hai cái vườn đối diện, một bên là ơ, nhưng mà em hỏi thắc mắc là lỡ cái con ong nó thụ phấn hay con bướm nó thụ phấn cái cây bên đây, nó đem qua bên kia nó thụ phấn bên kia rồi sao? Thụ phấn là bình thường thôi, nhưng quan trọng cái dinh dưỡng. Ồ. À, thụ phấn là chỉ đậu trái thôi không? Còn cái thân nó nuôi trái là khác. Nuôi từ phân hữu cơ. Đúng rồi. Phân hữu cơ. Đúng rồi. Mình biết rồi. Dạ dạ. Ồ quá hay. Em thấy cái thụ hữu cơ nó thì bị cái con anh ấy là đúng rồi. Cái con này nó sống được, nó mới ăn cái cây bởi cây dễ hư lắm. Còn bên kia nó có thuốc thay sâu không vô được nổi. À. Cái thân nó không bị hư. Yeah. Anh trên anh là bị vậy hoài, coi như nó bị chết cây hoài, cũng không bị cắt phải này nọ kia, bị khoan phải cho thuốc này kia, thuốc tỏi này kia dữ lắm. Hmm. Cho cái con nó có hai cái đuôi. Nó chích vô, nó ăn trong đó. Sâu đục thân ha. Ừ, mà cái con nó giống như con bù cạp á, nhỏ xíu à. Hmm. Nó hay có cái đuôi, nó có hai càng. Nó bám vô ăn sâu lắm. Nhỏ xíu à. Hmm. Nhỏ. Ủa giờ mới mà nãy anh nói mới để ý, đúng hai cái vườn khác nhau ha. Cái vườn khác nhau, không, bên đây không xài thuốc, bị sâu từ đâu. Bên đây organic. Cái trái nó ngon. Dạ. Yeah. Ngon. 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 Ngon hay. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha.
Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.